Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hôm nay 15 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm và dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui khi trở về thăm lại đồng bào các dân tộc ở miền núi, tận mắt chứng kiến những đổi thay và phát triển của xã Ba và huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba, huyện Đông Giang trong thời gian qua. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Chủ tịch nước lưu ý, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục thực hiện lời dạy của Người để xây dựng quê hương, đất nước, nhất là khi nhiều thế lực thù địch đang cố tình chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cuộc vận động, phát động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hơn nữa phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở toàn tỉnh. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã trao tặng quà cho người nghèo tỉnh Quảng Nam, đồng thời trao quà tặng gia đình chính sách, người có uy tín của xã Ba. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giới, thôn Ban Mai, xã Ba và thăm tặng quà già làng Y Công, nguyên phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng cũ, nay là huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.